Hôm nay tôi đại diện cho công ty Vinasa Sa Việt Nam có mặt tại văn chấn Yên Bái. Thực sự là cảm xúc bây giờ rất là vui, vui mừng khi mà công ty Ghe tiếp tục có thêm một chi nhánh tại Yên Bái để nối dài hơn nữa sự phục vụ của công ty đối với khách hàng. Rất là mong chi nhánh Công ty Ghe và văn chấn Yên Bái sẽ phục vụ nhiều hơn khách hàng, nhiều người có được sản phẩm tốt sử dụng và nâng cao sức khỏe như là nâng cao cuộc sống. Cảm ơn rất nhiều. Kính thưa ông chủ công ty giám đốc của Vinasa Suzuki, kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa bà con thân phố, kính thưa ông bà đào cảnh và bà khánh hạnh chủ nhân buổi khai trương hôm nay. Trong niềm vui của cả nước hướng về ngày giải phóng Việt Nam 2021. Khánh hạnh là sáng viên lớp 44D2 học vật và lập nghiệp. Nhưng theo tiếng gọi của tình yêu, nàng đang làm tiêu tài tài, chàng trai tài hoa, phải làm theo tiếng gọi tình yêu, sống cuộc sống bình yên với núi rừng văn trần, đem lòng đam mê của người quản trị đã thấu hiểu cái quý giá nhất của con người, không có gì khác ngoài sạch sẽ. Thưa quý vị, xin phải tập bàn. Cái mắt xa không xin nghe là thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản, thể hiện được uy tín trên thị trường quốc tế, là phương tiện để thay thế con người chăm sóc sức khỏe cho tất cả chúng ta, như một công cụ hữu ích phù hợp với mọi lứa tuổi mà chúng ta không cần đến quán massage hay may mặc. Chúng ta có thể đi để trải nghiệm chăm sóc sức khỏe của cả gia đình tại nhà, và chúng ta có thể đến cơ sở đào tạo và bán hàng tại thị trấn Văn Chấn để cùng trải nghiệm, cùng với sự hỗ trợ giờ đây tôi là chuyên gia massage và có mặt tại văn chấn, cùng là lý do chính của buổi tiệc khai trương ngày hôm nay. Cho phép tôi xin được thay mặt lớp 44D2 xin được long trọng gửi tới bà và các khách hàng lời chúc mừng khai trương